À, hít ra đây nhá. Đây là cái con trống nha, con trống mà nó đang thay lông ấy. Đây, cái cát mà mình thuần con chim ấy, hoặc là tì những con chim mà nó hái cắn ấy, là đây. Đây là cái đùa này. Đấy. Đó, nó, anh em xem nó cắn không? Nó cắn thế này là có thể bâm tái đấy. Thì bắt buộc mình sẽ vuốt thế này này. Đấy. Nhảy nha, con này đang nhạt, coi tao với con này đang nhạt anh em ơi. À, hầu như là khi mà nó thay lông ấy thì mình cho nhốt ở cái một chỗ mà ít người qua lại á, và cho nó yên tĩnh á, và thứ hai nữa là mình để mình dễ vệ sinh nhá, cho nên là nó rất là nhạt. Đây giờ nó đang nhìn môi trường xung quanh với cái ánh mắt lạ lùng đấy. Đây đây. Thì mình một ngày thì buổi sáng mình lên mình cho mình kiểm tra một vòng thì mình sẽ cầm con này tầm khoảng 30 phút anh em ơi. Đó, để vào tập cái thói quen mổ tái của con này. Đấy, đó. Mình cứ vuốt thế này nè, mình lấy cái đùa vuốt thế này. Đấy, khi mà nó cắn một thời gian xong ấy và nó cắn cái đùa mà cái đùa này nó quen nó cắn như quả nó chán luôn. Khi mà nó chán luôn thành công luôn. Lông anh em à, lông nó ra hết rồi. Đây này, chỉ có một cái lông chỉnh cạnh đây này. Chỉ có một cái chỉ có một cong lông nữa thôi là xong. Là xong cả cái lông chỉnh bên này cũng thế. Hình như là bên này rụng rồi này, bên này rụng rồi. Còn cái lông đuôi này, lông đuôi thì chỉ có lông này nữa thôi. Chỉ có một lông này nữa thôi. Là hết rồi. Đây, cái lông sơ này. Cái lông mà mua một thằng em nó nuôi này. Đấy, con lông lông bùng này, lông lông chân là mọc hết rồi. Con có lông lông diêu nữa thôi. Lông diêu này. Chỉ có lông diêu là nó đang ra dần dần anh em nhé. Đấy. Đấy. Anh em xem này, nó cắn liên tục này. Đấy, nó cắn liên tục. Đấy, nếu như mà mình để tay vào nó cắn cả tay đấy, anh em xem này. Nè. Đấy, bữa nay là nó không cắn tay đấy, chứ còn mấy bữa kia mình cầm á, là nó cắn khiếp ấy. Thì mình cũng nói với anh em thôi á, nếu như mà nó cắn ấy, thì mình phải mua chung một đồ thế này, cho nó cắn cho chán luôn. Khi mà nó cắn cho chán rồi là nó sẽ quen với cái việc mình sơ vuốt nó á. Đấy này, sau một thời gian sau là mình rút lại cái đùa này, mình vuốt đó, anh em thấy không, nó mổ đấy. Đấy, đấy là cách thuần chim của mình nhé, thuần chim và cái cách sửa cái lỗi nó hay mổ tái hoặc là lấy cái vảo này chụp tái ấy. Thì nếu như mà chụp tái thì anh em cứ vuốt xuống cái này đấy, sửa cái móng cái này để cho con chim nó quen với cái việc sơ mỏ nó. Có như con chim anh em mà ít có thời gian cầm chim ấy thì anh em phải có một cái chiến lược là mê nín bằng cái đùa này đây. Thay vì bình thường anh em sơ tái đúng không thì rất là nguy hiểm, con chim nó sẽ lấy cái vảo này nó quắp cái tay mình. Còn khi mà nó quắp cái vảo cái đùa này ấy, thì không làm ảnh hưởng gì đến mình cả, cho nên là quắp một thời gian mà nó quắp mà cảm giác không có ý nghĩa thì là nó sẽ bỏ anh em nhé. Đấy này. Đấy, nó đang nhìn người đi ở dưới ấy. Đấy, em thấy không? Dần dần là nó mổ theo một cách hừng hơ, chứ không phải là mổ theo kiểu là muốn răn xé. Em nhìn này, ngày nay có lẽ ngày thứ tư bên cầm chim này. Anh em cứ cầm liên tục, cầm tầm khoảng một tuần cho đến một tuần cho đến hai tuần là sẽ thấy cái sự khác biệt liền này. Vì cái đùa này em nhé, mình bình thường là mình sẽ thuần cái đùa này. Đấy. Đấy, chỉ có được thôi. Đấy.
Anh em ơi, sau một thời gian khoảng 30 phút ấy, mình sờ bằng cái này này, thì mình cắt cái này thì mình sờ thì nó sẽ không chú ý nữa. Đấy, nó sẽ không tập trung vào cái tay mình nữa. Thì mục tiêu của mình là về anh em ơi. Gọi là mình lấy cái ban đầu nó sẽ sờ cái tay mình như thế này, thì nó sẽ rỉa vào cái đùa này. Sau một thời gian nó rỉa mà chán quá thì mình cắt cái đùa, mình rỉa là ok. À đấy, rồi thôi. Con này là gần sóng lông rồi, cho nên là mình sẽ tập con trống trước anh em nhé. Đấy, nó rỉa đấy. Đấy, nó rỉa vừa vần xong nó thôi. Đấy, đây nè. À, con trống này là nó thái lông cực kỳ nhanh luôn, cho nên là mình sẽ tập con trống trước anh em nhé. Con mái kia thì hiện tại thì nó đang ra dần. Con mái kia thì nó không rung hàng loạt mà lại nó rung theo kiểu xén kẽ. Khi nào cái lông kia mọc xong nó mới rung tiếp. Còn con này thì khác, con này có thể rung một lần 2-3 lông luôn. Cho nên là nó có, tại vì con này nó ăn nhiều. Nó ăn nhiều thì làm ra nó có nhiều dinh dưỡng, nó thay lông, đấy đúng không ạ? Đấy. À, cái bộ thế này này, đấy. Cho nó quen thôi. Buổi sáng thì chỉ cần 30 phút thôi em ạ, hoặc là buổi chiều hoặc là buổi đêm, thế nào cũng được, buổi nào cũng được. Này em, đấy, nó mổ hai mổ xong nó nóng mổ nữa. Hoặc là cái chân này này, cái chân này nếu như một số anh em đang gặp cái vấn đề là nó quắp chân đấy, thì cứ lấy cái đùa này này, vô thôi. Này, khi mà con chim nó vô cái đùa này chán là thôi, là mình sẽ vuốt chân. Đấy. Hai, đưa này. Đấy. Đấy. Đấy ha. Sau một tuần mình đấy là tập ngày thứ tư đấy, cho nên là nó đã thuần với cái việc tại mình rồi. Anh em nếu mà con chim nào mà khó quá thì cứ ta làm khoảng 1 tuần đến 2 tuần nhá, là nó khác hẳn à, là nó thuần mình hơn. Đấy. Đấy, lông của nó đang ra anh em, lông đang ra này nè. Nè. Làm đi. Đấy, chán lên đấy, dần dần căng chán. Đấy. Mổ một cái là thôi, mổ nhẹ nha, cực kỳ luôn. Này. Rồi lông à. À. Đó, nó nếu mà nó cắn là cắn lo nó cắn đau như thế đấy. Đau phết đấy anh em. Đấy. Chắc chắn là con này dần dần là sẽ đờ ngay. À, anh em ơi, mình bây giờ mình sẽ cân con chim này em nhé. Mình sẽ cân thử là con chim này nó nặng bao nhiêu gram khi mình cho ở chế độ mát nhé. Thì con này thì mình nghĩ là mãi mini, thì không biết là có đúng không hay là con trống trước về nó cân gầy lắm, tại vì nó là bị suy dinh dưỡng ấy. Nó được có 340 gram thì nó là trống. Còn hiện tại được có khoảng bao nhiêu gram anh em nhé. Nó sờ anh em này, sờ này, mồm này hả này, tại vì mới có ô tô và xe máy đi quá làm sợ đấy. Đâu đấy, là lần đầu tiên được cấn mà. Nắm 20-21 gram anh em ơi. À, 521 gram. Nếu mà 501 gram thì là cái con này mãi mini anh em ạ. Nếu mà 521 gram là hình như là mãi mini, tại vì là 500 bình thường con mãi bình thường, nếu như mà mãi bình thường ấy, nếu như mà ăn mát cái tầm khoảng 550 cho đến 600-700 gram thì con này chắc có là mãi mini anh em ạ. Mãi mini nhé, mãi mini. Còn để mà chắc chắn hơn thì mình phải nhổ một công lông rồi cho đi xét nghiệm. Nhưng mà lại trước ấy, khi con này đang nhỏ ấy, thì khi con này mua một ấy, mình nghĩ con này là con trống, tại vì cái chân nó nhỏ và người nó được có 340 gram. Còn hiện tại mình cân lên thì được 520 gram.
520g thì nói chung cái côn trùng thì mình cũng chưa cái nào ăn mắc cả, thì để mình cân con mã xem anh em nhé, mình sẽ cân con mã xem là biết ngay, anh em chờ mình tí nhé. Anh em ơi, con này thì chắc chắn là mãi rồi này, tại cái bộ khủng nó to, nhưng mà mình cầm con này lên cảm giác nó nặng có lẽ bằng cái con kia anh em ạ. Nào lên em, lên bộ hồi mà cân thử nhá. Sáu trăm mười gram anh em ơi, 610g chắc có lẽ đúng nghe anh em ạ, 610g. Con này mà 610g là chứng tỏ là mình nuôi vẫn chưa mập lắm đâu. Con này cái khủng của con này tầm phải 700g cơ. Đấy 610g. 610g thì là với cái con trọng kia có lẽ do nó béo quá anh em ạ. Đây. Con trọng kia có lẽ do nó béo quá thì nó nàng vậy thôi. Chắc con này là con trọng thôi. Nếu như mà chế độ ăn mặc như con trọng này á thì ít nhất là phải 700g. Nhưng mà hiện tại nó có 520g thì trọng thôi. Và với cái con này này, con này là đứa nhỏ này. Nè, anh em nhìn đây, cái mặt này. Đấy, nhìn cái mặt này. Đấy, nhìn cái mặt chưa? Nhói khiếp. Con trọng con mãi này thì mùa 1 mình đã huấn luyện thành công đi săn rồi. Cho nên nó rất là giòn luôn. Đấy, anh em xem này, mặt này. Đấy, cái mặt của sát thủ đấy. Nhói. Đấy. Con này là ok luôn, con này thì hiền lắm, hiền hơn con mãi nhiều. Đấy thì con này nhưng mà đổi là con này thay lông lấu lắm. Lông cạn này. Lông cạn mới thái được khoảng 50%. Chưa thua. Con này mình đang đẩy lên nhá. Mới đây thì thấy nó ăn nhiều hơn bình thường thôi. Đấy. Bình thường nó ăn có một con vịt thôi, nhưng bữa nay nó ăn được hết hai con vịt luôn. Ok phết. Này. Sau mình cầm này, con mãi này, không hoảng thế nào hết. Con mãi mồm thở bình thường. Con trống này, em xem này. Đó, mồm này. Con trống này là thấy nó cảm nhẹ lên chưa? Cho bình thường nó cắn mạnh lắm, nó cắn mình đứt tay lắm đó mà. Dư nó khác này, dư đỡ hết rồi. Ở đây, em cắn cho nó cắn chưa? Đây, anh cắn này. Anh cắn này. Thấy, đó, anh cắn chưa? Cho nên nó phải mê đến nhiều, những cái con như thế này là phải cầm nhiều. Thở đấy mày, em thấy thở chưa? Thở đấy. Đấy, con này thì ăn thì nhiều thôi luôn. Cái nịt ăn của con này thì thôi rồi, cực kỳ phế luôn. Cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Còn con này thì ăn chậm hơn này. Đấy. Thì mình giải đáp cho cái bạn kia là mê đến chim như thế nào ấy. Thấy, cái buổi sáng mình cầm nó 30 phút. Và nếu mà nó mổ tay thì mình lấy cái đùa. Đấy, nó cảm lên em thấy không? Nó cảm đấy. Mình lấy cái đùa, mình mê đến nó. Còn một thời gian nó sẽ hết à. Đấy, nó cảm chán nó hết. Đấy, không cảm mình ra. Cảm lắm nó chán. Ok này. Đi quá là phải chạm tay xíu anh em này. Đi quá là phải chạm tay xíu. Con này này. Con này tình cảm phết. Con chân nghịch này. Khi nhỏ chứ nó có cái tình cảm lắm. Đấy. Đi quá là phải chạm tay xíu. Nó kêu nhàng ấy. Con có cái này. Con có cái này thay lông xong rồi anh em nhé. Chắc là mình sẽ bố trí một buổi nào đó mình cho nó đi bẫy á, lông đẹp phết đấy. Này. Giờ mình sẽ cho con si cá xuống anh em nhé.
mình sẽ cho nhốt ở đây đó. Mình nhốt ở đấy tầm khoảng gần trưa là mình sẽ cho xuống nhà nhé. Tại vì là nó ngủ một đêm là nó sẽ, nếu mà nó khát nước ấy là nó sẽ tự uống ở đây em nhé. Nếu mà khát nước thì nó sẽ uống đấy đó. Tại vì mình biết con này nó khát nước khi nào á. Thì con này là hiện tại mình đang mê nín và giật cho nó giảm cân đây em nhé. Hiện tại thì nó chưa giảm cân lắm. Mình đi 10 ngày thì nó tăng cân thêm 20 g. Nhưng mà giảm cân thì mình đang cho ăn giảm từ từ em nhé. Khi mà đạt đến cái trọng lượng sẵn là mình sẽ cho nó, mình sẽ bổ trí cho nó đi sẵn nhé. Giờ hiện tại thì mình sẽ cho nó giảm cân vậy đó. Đấy. Ngày mình cho ăn có 10 g thôi em. Để cho nó giảm nhanh, chứ mà con này nó giảm chậm lắm. Đấy. Cây nói nè. Đó. Cái mặt lý. Nhưng mà ngoan lắm, nó bao giờ có cái việc vô tái hoặc là mổ tái gì hết. Đấy. Nó bao giờ luôn. Chỉ có là co không chấm vô thôi. Còn tất cả mọi thứ đó ngoan lắm. Đấy. Đấy. Đấy nhá.